Chương 134: Phải giết. Thanh niên từ trong thạch thất đi ra là Lâm Phong. Phòng tu luyện tầng 6, tốc độ tu luyện thật nhanh. Lâm Phong âm thầm than thở một tiếng. Trước 100 ngày, thiên vệ vũ hồn của hắn cắn nuốt hẳn bằng chi khí trong phòng mộng tinh, làm tu vị hắn có chút tăng lên, đến gần cảnh giới linh vũ cảnh tầng 4. Hôm nay lại thông qua 100 ngày tu luyện, tu vị hắn sớm đạt tới linh vũ cảnh tầng 4, thẳng tiến tu vị linh vũ cảnh tầng 5. Dĩ nhiên Lâm Phong cũng hiểu, không phải cứ ngồi trong phòng tu luyện có thể tiến bộ không ngừng, lĩnh ngộ tâm cảnh không cách nào theo kịp thì cũng là không được. Chỉ có lịch lãm trong hồng trần, kinh nghiệm qua hỷ nộ bi thương, nguy cơ đau khổ, lại là phối hợp với tu luyện mới có thể vượt qua cảnh giới tiếp tục tăng tu vị. Lâm Phong chỉ nhìn mọi người đứng xem một lượt, liền nhấc chân rời đi. Không biết đám người liễu vị tu luyện thế nào. Thế Lâm Phong vừa đi, đám người ho lọ nhất thời thở vào nhẹ nhõm, liếc mắt xung quanh chuẩn bị cấp phòng tu luyện, mà lúc này lại không liên quan tới Lâm Phong. Mà trước lúc Lâm Phong ra ngoài phòng đá, phía trên tầng 10, một thanh niên áo đen thấy cửa đá dần dần trở nên ảm đạm, mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong giây lát, nắm đấm của gã đánh mạnh lên cửa, cửa đá rung liên hồi, tên kia rốt cuộc cũng đã không thể tránh. Thanh niên áo đen không lo lắng Lâm Phong tăng tu vị. Trong 100 ngày này, mỗi ngày gã là đấm mạnh cửa đá quấy rầy người bên trong. Trong suy nghĩ của gã, Lâm Phong cũng không bị uất nghẹn đã là không tệ, các bạn đừng mơ tăng tiến tu vị. Rốt cuộc là phải đi ra. Lúc này cửa đá hoàn toàn ảm đạm, tên thanh niên kia nhanh chóng tránh ra chờ Lâm Phong ra ngoài. Phòng đá tu luyện, chỉ cần nguyên thạch trong vũng kia bị tiêu hao hết thì cửa tự động mở. Nếu không mà nói, người bên chơi số mà cứ vĩnh viễn trong phòng sao? Theo một cái tiếng mở rất nhỏ, cửa đá mở, một cái thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt thanh niên cùng Thôi Đình. Là ngươi? Tên thanh niên áo đen híp mắt kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ. Chờ 100 ngày mà gã đợi không phải Lâm Phong, chỉ là đồng bạn của Lâm Phong, tiểu nữ xinh đẹp này. Sắc mặt tiêu tụy, Liễu Phỉ lộ vẻ đẹp làm người ta thương tiếc, nhưng ánh mắt nặng đặc biệt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thanh niên nói: vô sỉ, vô sỉ. Tên thanh niên áo đen trầm mặc, nghĩ không tới đợi lầm người, khó trách bên trong không có phản ứng, thì ra không phải Lâm Phong. Người đã quen biết với hắn, vậy ta bắt người cũng giống nhau. Tên thanh niên áo đen âm hiểm cười, liếc mắt quét trên Liễu Phỉ, cẩn thận quan sát mới thấy Liễu Phỉ là một thiếu nữ tuyệt mỹ, vóc người lóng bỏng, hơn nữa lúc này nàng rất tiều tụy, làm người ta sinh ra mấy phần xúc động. Hắc hắc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn là còn muốn tặng phòng tu luyện cho ngươi. Quan hệ các người hẳn là không tầm thường. Nếu ta ăn trước không cái tên kia điên cuồng hay không? Quế miệng mang theo lụ cười ác ý, tên thanh niên áo đen lạnh lùng cười. Bên cạnh Thôi Đình khẽ nhíu mày, lộ ra thần sắc kinh khỉnh. Con vợ kế chính là con vợ kế, tham luyến lữ sắc không có tiền đồ, thật là mất mặt hắc ma. Nhưng mà Thôi Đình cũng lười nói cái gì, dù sao kẻ này cũng là đệ đệ của hắc ma, cứ việc Thôi Đình rất xem thường đối phương. Mà Liễu Phỉ nghe được lời của thanh niên, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đồ vô sỉ! Không phải người nói ta vô sỉ ư? Ta liền vô sỉ cho ngươi xem. Vừa lúc vọng tu luyện đủ rộng, có thể hai người chúng ta tới. Đến lúc đó tên cố kia thấy ta đang thân mật, sắc mặt nhất định là rất đặc sắc. Tên thanh niên áo đen bừa bãi cười, mà lúc này Thôi Đình đứng cạnh khóe mắt giật giật. Đồng thời lụ cười của tên áo đen cũng đột nhiên im bặt. Giờ phút này một cái luồng khí tức lạnh như băng khóa chặt gã, làm gã cũng đã rét run. Xoay người lại, tên thanh niên áo đen tới một cái người đứng đó, cả người đầy khí tức lạnh lẽo, ánh mắt như một thanh lợi kiếm xuyên thấu người gã. Không phải Lâm Phong còn là ai? Tên thanh niên áo đen luôn đợi Lâm Phong xuất hiện, nhưng thấy Lâm Phong đứng trước mặt gã, một câu gã cũng không có cách nào nói, hơn nữa lòng là không ngừng run rẩy. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong nhìn gã như nhìn một người chết, lạnh tới mức làm người ta hít thở không thông. Nhấc chân, Lâm Phong chậm rãi đi về phía Liễu Phỉ. Lúc đi ngang qua tên thanh niên áo đen, hắn không có chút ý tứ ngừng. Thân hình của tên thanh niên run lẩy bẩy, né về phía sau Thôi Đình. Lúc Lâm Phong đi tới, gã vừa đứng, một cái tiếng nói đạm mạc trong miệng Lâm Phong phun ra: cặn bã. Tên thanh niên cười cực kỳ tức giận, người này còn dám nhục mạ gã, hơn nữa là ngay cả nhìn gã hắn cũng lười. Điều này làm gã cơ hồ là muốn nổi điên, hận không thể lập tức giết Lâm Phong. Nhưng gã không dám, gã biết mình kém xa, chứ có thể đặt hy vọng trên người Thôi Đình. Khốn kiếp, ta tay người chịu tội 100 ngày. Liễu Phỉ cắn răng nhìn Lâm Phong oán hận nói: trong ngày này là không biết làm thế nào vượt qua. Chịu khổ rồi. Lâm Phong thấy vẻ mặt tiêu tị của Liễu Phỉ, chỉ biết cười khổ. Hắn nghĩ không tới đối phương lại không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là đối phương muốn chiếm đoạt phòng tu luyện quán, mà hắn chỉ là đuổi tên thanh niên này đi, thậm chí hắn cũng không để cho gã bỏ ra cái gì, mà đối phương lại dám tìm người tới phiền toái, quả thực là cực kỳ vô sỉ. Lâm Phong vươn tay sờ trên đầu Liễu Phỉ, giúp Liễu Phỉ sửa lại mái tóc có chút rối loạn,
nhìn tình trạng bây giờ của Lưu Vĩ cũng biết nàng bị hành hạ thành bộ dáng gì. Cảm nhận sự ôn nhu của Lâm Phong, thân thể Lưu Vĩ run rẩy nhưng lại không biết làm sao, phiền loạn trong lòng lặng lẽ biến mất, theo đó là ấm áp nhàn nhạt. Mẹ qua đời sớm, cha thì thường chém giết trên chiến trường, căn bản không người nào quan tâm tới nàng. Điều này làm cho Liễu Phỉ tự dưỡng thành cái cá tính tự cường, háo thắng. Hơn nữa tính tình nóng nảy, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác như bây giờ, cảm thụ ấm áp. Để ta tự làm. Lòng Liễu Phỉ có chút khẩn trương hiếm thấy, liếc nhìn Lâm Phong một cái, sau đó liền tự mình sửa sang mái tóc rối loạn. Lâm Phong cười nghe, sau đó quay thân lại, ý cười ôn hòa trong hai mắt biến mất tăm, thay đó là hơi lạnh thấu xương. Người này rất mạnh. Ánh mắt của Lâm Phong thấy vậy, Thôi Đình lộ vẻ ngưng trọng, không có lửa điểm khinh thị. Y nhấc chân, đưa thân chặn trước người thanh niên áo đen, ngăn cản Lâm Phong đột ngột hạ sát thủ. Ta không muốn để kiếm của ta dính quá nhiều máu người, nhưng mà các người ép ta, ngươi chính là kẻ đầu tiên ta giết tại Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong đặt tay bên hông, sau đó nguyễn kiếm chậm rãi rút. Trong khoảnh khắc này, ngân quang quét mắt, chói lên không ngừng. Nghe được lời lẽ sát khí của Lâm Phong, thanh niên áo đen lần nữa lùi về sau, cả người toàn trốn sau lưng Thôi Đình. Thật là một cái tên tiểu nhân phế vật. Liễu Phỉ thấy thanh niên kia phản ứng như vậy, ánh mắt màng kinh bị lông đậm. Những kẻ này tưởng là Lâm Phong, dùng đủ loại từ ngữ bẩn thỉu vũ nhục trong ngày, nhưng khi Lâm Phong chân chính xuất hiện trước mắt gã thì nè, gã lại sợ hãi núp một bên, ngay cả một cái rắm cũng là không dám phọt. Nghe Liễu Phỉ vũ nhục, sắc mặt tên này cực kỳ khó coi, nhưng không cách nào phản bác. Gã cũng hận chính mình, thấy ánh mắt Lâm Phong thì tâm thần gã run rẩy, ngay cả nói cũng không dám. Người không thể giết gã. Thôi Đình chặn trước người thanh niên áo đen, đạm mạc nói, cả ta phải chết. Lâm Phong bước xéo một bước, nhất thời kiếm thế ngập trời lần nữa hùng mãnh trào, kiếm khí gào thét trong không gian, tại trong luồng kiếm thế này mang theo một loại sát ý băng hàn. Kiếm thế. Hai con mắt Thôi Đình co rút lại, không chỉ kiếm thế, cho dù là khí tức trên thân hắn cũng không giống với lời thanh niên áo đen. Lâm Phong không phải là tu vị linh vũ cảnh tầng 3 mà là linh vũ cảnh tầng 4. Tên phế vật này, lòng Thôi Đình mắng thầm tên thanh niên áo đen, y rất tự tin với thực lực của mình. Linh vũ cảnh tầng 4, người có thể thắng y không nhiều, nhưng không nhiều không phải là không có. Một người có tu vị linh vũ cảnh tầng 4 nắm trong tay kiếm thế, dù Thôi Đình có tự tin hơn cũng không dám nói dễ dàng chiến thắng Lâm Phong. Kiếm tu có kiếm thế ở linh vũ cảnh tầng 4 cùng kiếm tu không có kiếm thế ở cảnh giới là cùng chênh lệch rất lớn. Cút ngay. Mũi yến kiếm lướt trên đất, trường kiếm ma sát từng tiếng vang, ánh mắt Lâm Phong cực kỳ sắc lạnh. Thôi Đình cảm giác luôn kiếm thế này ngày càng mạnh, liền là biến sắc. Cuối cùng tự tin của y chết để sụp. Lực khống chế kiếm thế của Lâm Phong đang được đăng phong tạo cực, có thể tùy ý khống chế mạnh yếu của kiếm thế. Người kinh khủng như vậy, e rằng khó có võ tu với tu vị linh vũ cảnh tầng 4 đủ sức tranh phong Lâm Phong. Dù thực lực của ta không bằng ngươi, không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể giết hắn. Thôi Đình không nhúc nhích, gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nghe lời này, thanh niên áo đen núp sau Thôi Đình nhất thời run lẩy bẩy. Thôi Đình y thực nhận thực lực không bằng Lâm Phong, hơn nữa không cách nào cản Lâm Phong. Lòng lột bột, sau lưng tên thanh niên sinh ra sợ lãnh ý. Hôm nay không ai có thể cứu gã. Miệng Lâm Phong phun ra một câu rét lạnh, dưới chân đạp mạnh, thân thể ập tới, một kiếm bình thản túc ra chém. Thôi Đình nhìn một kiếm này, một kiếm không hoa mỹ, nhưng mang theo khí thế không thể cản. Y nhìn không được mà thở dài một tiếng. Thân hình lóe, Thôi Đình trực tiếp tránh. Một kiếm này y tiếp không được, cho nên chỉ là nhanh chóng tránh. Dù là ác mà không nguyện ý để tên thanh niên kia chết, nhưng Thôi Đình hiểu, so với tên thanh niên áo đen mà nói, hắc mà càng không muốn thấy y chết, thật là không trách y. Thôi Đình tránh ra, thân hình tên thanh niên kia hoàn toàn lộ ra trước kiếm Lâm Phong. Kiếm Lâm Phong tới trước cổ quán, kiếm khí phun ra lướt vào, chỉ cần một cái luồng kiếm cương đủ để giết gã không còn chỗ chôn. Chương 135. Hắc ma. Cảm nhận hàn ý trước cổ họng, tên thanh niên áo đen lướt nước bọt ưng ực, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nơi này là Thiên Nhất Học Viện, không trong học viện có thể tranh đấu, không cho phép tàn sát. Tên thanh niên khó khăn nói một câu lập bập cũng không rõ. Ta biết, Lâm Phong nhàn nhạt trả lời một tiếng. Tên thanh niên áo đen thầm mừng lộ ra một cái luồng hy vọng. Nhưng mà ta còn biết Thiên Nhất Học Viện không cho quy tắc quấy rầy người đang tu luyện trong phòng đá, mà người đã làm cái gì? Lời Lâm Phong làm cho tên thanh niên khựng người, lòng trở nên lạnh lẽo. Ta thừa nhận mình không tuân quy củ, nhưng hình như không tạo thành bao nhiêu hậu quả. Nhưng nếu người giết ta lại là hoàn toàn không sống, người dọa ta sao? Trường kiếm trong tay Lâm Phong kẽ dí phía trước, tên thanh niên áo đen kịch liệt run rẩy.
trán thấm đẫm mồ hôi. Không tạo thành bao nhiêu hậu quả, Lâm Phong nghĩ. Nhìn qua Liễu Vĩ tiêu tụy cạnh nói lạnh lùng, đó là nghĩ của ngươi. Trong mắt ta, hậu quả ngươi tạo ra số 10 cái mạng của ngươi còn đáng giá hơn. Dân đen như ngươi giết là giết cũng coi là hậu quả. Ngươi không thể giết gã. Bên cạnh Thôi Đình nói thêm câu nữa, Lâm Phong kẽ quay đầu nhìn Thôi Đình. Ngươi không thể giết gã, nếu không ngươi phải hối hận. Làm ngươi thất vọng, ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Cánh tay Lâm Phong giật giật Thôi Đình cả kinh. Chờ một chút, ngươi còn muốn lời nói? Lâm Phong liếc nhìn Thôi Đình, lại nghe Thôi Đình nghiêm túc nói, gã là đệ đệ Hắc Ma, ngươi giết gã Hắc Ma không bỏ qua cho ngươi. Hắc Ma, nghe chữ này rất nhiều người đang xem trò vui liền giật mình, dĩ là Hắc Ma. Đứng trong đám người Viên Sơn cũng kinh hãi, lệnh của Hắc Ma gã tất nhiên nghe nói qua. Lâm Phong, Hắc Ma là một trong 10 cường giả thiên nhất học viện, bình thời rất ít tu luyện trong tu luyện tháp, cho dù có ở đây thì cũng là tầng nhất. Đứng ở đám người Viên Sơn nhắc nhở Lâm Phong, Hắc Ma đúng là không thể chọc. Lâm Phong trầm ngâm thế vậy, tên thanh niên áo đen lộ một tia hy vọng. Không sai, ta là đệ đệ ruột Hắc Ma, nếu người giết ta người chết chắc. Ngu ngốc. Lâm Phong nghe được đối phương uy hiếp, cánh tay dùng lên nhất thời trường kiếm trực tiếp đâm vào họng đối phương. Trong nháy mắt tất cả mọi người kinh hãi ngơ ngẩn đứng đó. Không ai nghĩ tới, sau khi nghe được cái tên Hắc Ma, Lâm Phong lại quyết đoán như thế, dùng trường kiếm giết tên thanh niên kia, thậm chí không lùi điểm do dự. Tên thanh niên áo đen cũng nghĩ không tới, khi lúc hy vọng dâng lên là lúc tuyệt vọng nhanh đến. Khi trường kiếm đâm vào cổ họng, đầu óc gã là còn đang suy tư. Gã hận, hận mình vì sao trêu chọc một tên sát tinh như Lâm Phong. Trên thực tế, gã và Lâm Phong không có bao nhiêu thù hận, nhưng bởi vì thù hận không lớn mà bỏ đi tính mệnh, gã đúng là ngu ngốc, một kẻ quá ngông cuồng. Thôi Đình hít sâu một hơi, y giống như mọi người đều không nghĩ Lâm Phong đâm một kiếm thì đã có người nói thân phận Hắc Ma. Lâm Phong rút nhẫn kiếm ra, lau vết máu trên mũi kiếm, kiếm đút vào vỏ, sau đó nhìn về Thôi Đình. Nếu không tên Hắc Ma kia, gã có lẽ cũng không có tò gan dám phá hỏng quy củ, đúng không? Lâm Phong nhìn vào thi thể dưới đất nhàn nhạt hỏi. Thôi Đình không kịp phản ứng, nhưng sau đó là lần gật đầu. Không sai, nếu không có Hắc Ma, tên thanh niên này không có cái gan đó. Cho nên kẻ phá quy củ thực sự phải là tên Hắc Ma kia. Bằng hữu của ta bị quấy rầy suốt trăm ngày, tên Hắc Ma kia không thể thoát khỏi có liên quan, đúng không? Lâm Phong lần nữa lên tiếng. Thôi Đình híp mắt, thì ra là vậy. Rốt cuộc y đã hiểu được vì sao Lâm Phong đâm một kiếm vào lúc đó. Không phải Lâm Phong không suy nghĩ tới Hắc Ma, hoàn toàn ngược lại, Lâm Phong đặt Hắc Ma vào chuyện này. Nhưng mà trong suy nghĩ Lâm Phong không phải là thực lực cường đại của Hắc Ma, mà là ân oán của hắn và Hắc Ma. Chính Hắc Ma làm Liễu Phỉ bị quấy rầy trăm ngày, cho nên hắn mới đâm một kiếm kia. Nói cho mọi người biết, cũng nói Hắc Ma, bất luận kẻ nào cũng không nên chọc giận hắn, nếu không dù là ai hắn cũng giết. Chúng ta về. Lâm Phong đi đến cạnh Liễu Phỉ, Liễu Phỉ khẽ gật đầu. Sau đó hội họp mấy người Tĩnh Vân, Viên Sơn cùng nhau rời đi, để lại Thôi Đình ngẩn người với một cái thi thể nằm sấp trên đất. Người tên gì? Thôi Đình nhìn bóng lưng Lâm Phong, hồ lớn một tiếng. Một đát sào, thanh âm đạm mặc truyền tới hai chữ Lâm Phong. Thôi Đình âm thầm ghi nhớ đến hai cái tên này, nhất định phải ghi nhớ thật kỹ. Người dám khiêu khích Hắc Ma, muốn làm cho người ta không nhớ kỹ cũng khó. Sau khi Lâm Phong mới rời đi, số người trên tầng 10 trên tháp tu luyện chẳng những không giảm, ngược lại là tụ tập càng nhiều. Thi thể bên tháp tu luyện vậy mà lại có một cái thi thể. Điều này cũng có nghĩa có kẻ dám giết người trong tháp tu luyện, cũng không biết là kẻ nào lớn mật như vậy. Cùng vào lúc này, một bóng người ầm lánh đạp lên cầu thang, chậm rãi leo lên tầng 10 tháp tu luyện. Liếc nhìn một cái, thanh niên ầm lánh liền thấy thi thể trên đất, nhưng mà ánh mắt của y cũng không hiện lên bất kỳ thần sắc khác thường, bình tĩnh ầm lánh như vậy. Mọi người đứng xem đều là tránh xa, nhìn thấy người này tất cả mọi người lộ vẻ kính sợ. Hắc Ma ở trong đệ tử thiên nhất học viện bao gồm cả hai hệ khác thì cũng đã xếp hạng 10, thực lực là vô cùng cường đại. Kẻ nào giết? Hắc Ma nhàn nhạt hỏi, giọng nói bình tĩnh tới mức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Lâm Phong, Thôi Đình tới bên cạnh Hắc Ma trả lời. Thực lực của ta không bằng hắn. Hắc Ma không phản ứng gì, nhìn thi thể trên đất đạm mạc nói. Tìm người mang gã về trong gia tộc, ngoài ra điều tra cái tên người vừa nói đi. Nói xong, Hắc Ma liền xoay người, bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Trở lại trong cổ bảo, Lâm Phong cùng mọi người chào hỏi vài câu, trở về chỗ của mình. Người rất gấp gáp đi gặp người kia sao? Một giọng nói chuyện ra, Lâm Phong khựng người, xoay người, đôi mắt lại lộ ra mấy cái phần kỳ quái, cười như không cười nhìn Liễu Phỉ nói. Cô rất để ý. Lâm Phong cười hỏi. Vì cái gì ta phải để ý? Liễu Phỉ tránh khỏi ánh mắt Lâm Phong đạm mạc nói. Lâm Phong lại lộ cái nụ cười tươi rói rói nói. Cô đã không để ý, tại sao ta lại nghe được thanh âm có mùi chua chua? Có lẽ là lỗ tai ngươi có vấn đề,
Lâm Phong nhìn thẳng tên này, đây là ánh mắt gì cứ nhìn chằm chằm vào nàng vậy sao? Lâm Phong sờ sờ đầu cười ngây ngô nói, ta vừa trở về tự nhiên là về chỗ mình, vì sao cô lại nói ta vội vã gặp nàng? Chẳng lẽ cô muốn ta qua chỗ cô ngồi một lúc sao? Người làm mơ đi. Lớp bị dậm chân sau đó là nhanh chân chạy đi, lao về phòng mình. Người này đúng là biết cái liên tưởng. Lâm Phong thấy bộ dáng của Liễu Phỉ, khóe miệng lở nụ cười thản nhiên. Tại sao trước kia không phát hiện ra thiếu nữ có tình không được tốt này cũng là có một cái mặt thật thà đáng yêu. Đi vào phòng đá, Lâm Phong không vội vào chỗ mình mà tới gõ cửa phòng Mộng Tình. Vào đi. Thanh âm đạm mạc truyền ra, Lâm Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa thấy trong phòng, liền thấy Mộng Tình tựa trước giường. Nhìn Lâm Phong đi tới, nàng nói, quay lại. Ở trong phòng, Mộng Tình cũng không che mặt, dung nhan khuynh thành hoàn mỹ lộ ra trước mặt Lâm Phong, làm Lâm Phong không thể lần nữa cảm khái tạo hóa thần kỳ có thể tạo ra một người xinh đẹp như thế. Nhưng mà hơi lạnh một chút. Nếu Mộng Tình sinh ở thời đại cổ kiếp trước, dù là quân vương cũng là vì nhận được cái tiếng cười hồng nhan mà vứt bỏ giang sơn. Lâm Phong thầm nghĩ, hắn cũng là muốn Mộng Tình đừng lên lạnh như thế. Nếu nàng thường xuyên cười lên, thực sự là một mỹ cảnh. Tình huống ngày đó còn phát sinh không? Lâm Phong tới bên giường Mộng Tình, trực tiếp ngồi xuống bình tĩnh hỏi. Mộng Tình nhìn Lâm Phong khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải là ta đã nói với ngươi hàn khí nửa năm một lần. Chương 136, áp bách tới cửa. Nửa năm một lần, lòng Lâm Phong sinh ra tia thương tiếc. Hàn ấy có thể trực tiếp đóng băng một người, vậy mà một lần nửa năm, Mộng Tình phải thừa nhận một lần. Không biết nàng thế nào chịu đựng tới giờ. Nếu sau này gặp tình huống như vậy, lập tức báo cho ta, ta có thể giúp nàng giải quyết hàn ý, để nàng không cần chịu khổ. Lâm Phong nhìn Mộng Tình nói, thiên vệ vũ hồn chẳng những cắn nốt hàn ý, giải trừ thống khổ Mộng Tình, hơn nữa có thể hóa luồng hàn khí này thành vũ hồn quán, đồng thời gia tăng thực lực. Thiên vệ vũ hồn thần bí khó lường, tự nhiên là khắc tinh của hàn khí. Ngươi còn không nói cho ta biết ngày đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộng Tình nhìn thẳng mắt Lâm Phong, thừa nhận hàn ý ăn mòn quá thống khổ, tâm lực Mộng Tình quá mệt mỏi. Sau khi Lâm Phong cắn nuốt hết hàn ý, làm cho thân thể nàng dần dần trở nên thoải mái, cho nên nàng ngủ say, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Vậy nàng nói cho ta biết trước, luồng hàn ý này từ đâu mà có? Lâm Phong cũng hỏi. Từ khi đã sinh ra ta đã có, Mộng Tình đáp một tiếng. Lâm Phong híp mắt, sinh ra đã có. Lâm Phong cũng nghe nói có nhiều người trời sinh có thể chất đặc thù khác với thường nhân, nghĩ không tới Mộng Tình thuộc loại này, trời sinh đã mang theo hàn khí kinh khủng. Hiện tại người nên nói cho ta biết rồi chứ? Mộng Tình nói. Lâm Phong cái mỉm cười, tâm thần vừa động, nhất thời thiên vệ vũ hồn sau lưng hiện ra, rối lúc đầu chỉ là một cái hư ảnh rắn nhỏ, bây giờ hóa thành một con cự xà quấn trên vai Lâm Phong, hai mắt như có sinh mệnh nhìn chăm chăm Mộng Tình. Ồ, Mộng Tình thấy ánh mắt của hư ảnh còn rắn nhỏ nhìn, trong mắt của nàng chút dao động. Đây là vũ hồn của ta, cũng không biết là loại rắn gì có thể cắn nuốt được hàn ý do thân nàng phát, để cho hàn ý kia để cho nó dùng. Lâm Phong nói một tiếng, trong mắt Mộng Tình lộ vẻ sắc bén hiếm thấy, nhìn chăm chú xa hồn. Nhưng mà rất nhanh nàng khôi phục, đạm mạc khẽ gật đầu nói, khó trách vũ hồn rất lợi hại. Lâm Phong gật đầu chấp nhận, có chút buồn bực nói, hẳn là vũ hồn thuộc loại rắn, nhưng mà ngay cả nó thuộc loại gì ta cũng không rõ. Sau này dĩ nhiên biết, Mộng Tình nói. Hy vọng là thế, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ta ra ngoài trước, nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, có việc cứ gọi ta. Mộng Tình ừ một tiếng, Lâm Phong đứng dậy nhấc chân rời đi. Trước khi hắn đi, còn đưa tay vuốt đầu nàng một cái. Thân hình Mộng Tình khẽ run, xoay người. Mộng Tình nhìn bóng lưng Lâm Phong, chân mày cũng nhíu. Đó là xa hồn. Mộng Tình thủ thị nói một tiếng. Bộ dáng vũ hồn kia cùng với lời giới thiệu của Lâm Phong làm nàng cảm giác nó giống một loại yêu thú nào đó, chỉ là hình như thiếu hụt vài điểm gì đó. Theo như lời đồn đại thì yêu thú kia phải là có 9 đầu mới đúng, hơn nữa cũng không thuộc loài rắn mà là rồng. Sáng sớm vạn dặm không mây, thứ nhất học viện so với ngày thường thêm phần ồn ào, rất nhiều người trụm đầu bàn luận, nhất là đám người hệ tướng tinh. Khi bọn họ nói chuyện, bà chữ tháp tu luyện thường xuyên xuất hiện, còn có hắc ma. Lúc này có hai người đang trên đường lớn trên thiên nhất học viện rì rầm trò chuyện cùng nhau. Nghe nói người lọ tên Lâm Phong, vào ngày vừa vào học viện liền chẳng phải rắc rối không nhỏ. Tất tài hai người ta khư bạch trạch thuộc hệ quý tộc, làm hệ quý tộc mất hết thể diện,
Một người trong đó thân mật nói chuyện phát sinh tại pháp tu luyện mấy ngày hôm nay đã truyền ra một đàn Lâm Phong giết người trong pháp tu luyện không tuân thủ quy củ học viện. Dĩ nhiên nếu như thế thì tin tức này cũng không truyền nhanh như vậy. Hết thảy là vì chuyện này liên quan tới một người là Hắc Ma. Bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan tới thập đại cường giả thiên nhất học viện lập tức lan truyền nhanh chóng. Dù Hắc Ma chỉ là đứng cuối trong thập đại cường giả nhưng mà thực lực cường đại căn bản không cần nhiều lời. Ngay từ đầu nhận được lời này, vừa mới tới học viện lại dám tát tai hai đệ tử quý tộc, đúng là lớn lối. Nhưng lần này hắn làm sai, Thôi Đình đã nhắc nhở hắn, người nọ là đệ đệ Hắc Ma, vậy mà hắn dám giết, nghĩ không tới. Thật là không nghi ngờ đánh vào mặt Hắc Ma, Lâm Phong hắn nhất định là hối tiếc. Hắc Ma cũng không phải nhân vật hắn có thể chọc. Không sai, trong thập đại cường giả học viện không một người nào dễ trêu, Lâm Phong thật là gặp xui xẻo, một người khác cực kỳ đồng ý. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới từng đợt ồn ào. Hai người liền dương mắt lên nhìn, thấy rất nhiều người tụ tập một chỗ, hai người liền nhanh chân đi về phía đó. Ở phía trước khoảng hơn 100 mét, có vài bóng người chậm rãi đi phía này, chỉ thấy một người trong đó là híp mắt nhìn kỹ. Hắc Ma, người đi đầu tiên trong nhóm rõ ràng một trong thập đại cường giả thiên nhất học viện Hắc Ma. Nhiều người đi xem như vậy, xem ra là có chuyện náo nhiệt đáng xem. Trong mắt xoay tròn, hai người liền nhấc chân chạy theo đám người kia hòa vào trong đó. Phía trước Hắc Ma cũng không đi nhanh nhưng mỗi bước chân là cực kỳ vững vàng. Không lâu sau, cái cổ bảo vệ hệ tướng tình xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng lúc này, bên trong cổ bảo một nhóm người chậm rãi bước ra. Hỏng bét, Lâm Phong là người trong tháp tu luyện ngày trước. Viên Sơn nhìn thấy đám người đối diện, nhất thời hô một tiếng. Thân hình rõ ràng đi về phía trước, đứng bên cạnh tên thanh niên âm lãnh. Khi thấy tên thanh niên âm lãnh, đầu của Viên Sơn tự nhiên nghĩ tới một cái tên. Lâm Phong cũng không dừng chân, song phương rất nhanh chạm mặt. Tới lúc này hai bên mới ngừng lại. Nhìn Thôi Đình một cái, ánh mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển, cuối cùng rơi trên người thanh niên âm lãnh, miệng phun ra hai chữ Hắc Ma. Đạ Mạc nhìn Lâm Phong một cái, Hắc Ma quay đầu nhìn Vấn Ngạo Tuyết đứng cạnh Lâm Phong trực tiếp bỏ qua. Mạng quán ta muốn. Hắc Ma nhàn nhạt nói một câu, giọng nói bình tĩnh, nhưng không phải nói với Lâm Phong mà hướng Vấn Ngạo Tuyết, giống như muốn mạng Lâm Phong, còn Lâm Phong căn bản không có quyền cự tuyệt. Khương mặt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết lộ vẻ tươi cười, bình tĩnh lắc đầu. Hiện tại hắn là bằng hữu của ta, đây là chuyện giữa hắn và ta. Trong tháp tu luyện hắn giết đệ đệ ta, đánh vào mặt ta, chuyện này người cũng nghe rồi, chuyện này ngươi hình như không nên nhúng tay mới đúng. Mặc dù Hắc Ma không quan tâm Lâm Phong nhưng hình như rất kiêng kỵ Vấn Ngạo Tuyết, điều này làm Lâm Phong kinh ngạc. Nhìn Vấn Ngạo Tuyết một cái, tên nam nhìn xinh đẹp hơn nữ như này tựa hồ không tầm thường. Thực sự là ta đã nghe qua là do đệ đệ người phá hủy quy củ trước, thực lực không bằng người lại tìm trợ thủ, kết quả mất luôn tính mạng của mình. Đó là gã gieo gió gặp bão. Gã gieo gió gặp bão, nhưng Lâm Phong thì sao? Một tên mới vào học viện lại dám làm cho trước mặt nhiều người đánh vào mặt ta, chẳng lẽ không nên chết? Hắc Ma tiếp tục nói, là mọi người đều là khẽ run rẩy. Lý do mà Hắc Ma muốn giết Lâm Phong không phải là Lâm Phong giết đệ đệ y, mà là Lâm Phong nghe xong tên y không ngừng tay, làm y mất thể diện. Đối với hạng người như y, thể diện còn là trọng yếu hơn rất nhiều chuyện, bao gồm là tính mạng của Lâm Phong. Ngươi không biết hắn mới vào học viện, Hắc Ma người bắt lạt một người mới không thấy xấu hổ sao? Có một số việc mà hắn làm tất phải trả giá, mà lần trả giá này e là mạng của hắn. Hắc Ma không để ý lời Vấn Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, người có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng ta không tin người có thể mãi đi theo hắn. Chỉ cần ngươi không bên cạnh hắn, ta dễ dàng giết hắn, ai có thể cản? Nói xong Hắc Ma quay đầu nhìn Lâm Phong, người đúng là mưu tính thống khoái nhất thời, rất thoải mái, rất phong quang. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, thống khoái nhất thời này trả giá bằng mạng của ngươi. Hắc Vàng lạnh lẽo chậm rãi nói, hoặc là ngươi cho rằng ngươi có thể bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết mà thoát được một kiếp? Nói xong chưa, thế Hắc Ma rốt cuộc ngừng. Lâm Phong chỉ nói 3 chữ, sắc mặt hắn không có liềm gợn sóng. Trước mặt Hắc Ma, một trong thập đại đệ tử thiên nhất học viện, hình như không có cách nào tạo ra áp lực với hắn. Hắc Ma nghe lời Lâm Phong, y híp mắt, sau đó lộ nụ cười lạnh lẽo, nói xong rồi, vậy thì thế nào? Chương 137, chiến thư sinh tử. Như thế nào? Lâm Phong lắc đầu, Đạ Mạc nói, không thế nào, người đã nói xong, vậy ta cũng muốn nói vài câu. Chắc hết ta nghĩ người nói rất đúng, tên đệ đệ phế vật của người tự cho là đúng, cố đoạt phòng tu luyện của ta, kết quả bị ta đuổi đi. Nhưng sau đó là vô sỉ mời người tới làm chủ, phá hỏng quy củ học viện, đập phá cửa suốt 100 ngày, thậm chí nhục nhã bằng hữu của ta với những cái từ ngữ vô cùng độc ác, ta giết gã ta sai sao? Lâm Phong nhìn thẳng Hắc Ma hỏi,
người giết gã không sai, nhưng Hắc Phạm Ma lại tiếp tục nói. Nhưng Lâm Phong cắt: bây giờ rồi, người đã nói xong cho nên người cầm miệng lại. Ồ, mọi người kinh ngạc, người này quả thật là lớn núi, lại dám kêu Hắc Ma cầm miệng, thật sự là có vấn ngạo thuyết bên cạnh gã không cần kiêng kỵ sao? Hắc Ma cũng sững sờ, sau đó là cười lạnh nói: tiếp tục. Người cũng nói ta giết gã không sai, như vậy ta hỏi người, để ngươi phá hủy quy củ, hiển nhiên là được người cho phép mới dám làm vậy, mà ngươi thậm chí còn là phái thủ hạ hiệp trợ đệ đệ ngươi. Hành vi của ngươi đâu chỉ là đánh vào mặt ta, mà còn muốn giúp đệ đệ ngươi lấy mạng ta. Ngươi đã muốn lấy mạng ta rồi, còn là không cho phép ta đánh vào mặt ngươi. Chẳng lẽ Hắc Ma ngươi ngu ngốc tới mức này, cho rằng là mình thực lực mạnh, ta phải là đưa mặt cho ngươi đánh sao? Lời nói bén nhọn của Lâm Phong là mọi người thầm đồng ý. Không sai, chẳng qua là bọn họ ở đứng góc độ thực lực vi tôn mà nghĩ, không đứng ở góc độ Lâm Phong phân tích vấn đề. Coi như ngươi nói lý, vậy thì thế nào? Hắc Ma trầm ngâm lạnh lùng nói: không thế nào, chỉ thấy vài kẻ tự cho là đúng, muốn chúng hiểu được bọn chúng ngu ngốc tới cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: mới vừa rồi người nói ta dựa vào vấn ngạo tuyết bảo vệ, ta đây muốn nói là dù không có vấn ngạo tuyết, người cũng không giết được ta. Người cũng không cần vội phản bác, điểm này sau này người một mình tới thử là biết. Nhưng mà ta khuyên người không nên dễ dàng tới thử, đúng như người nói, có một số việc đã làm rồi thì phải trả giá, đôi khi chính là tính mạng mình. Giọng nói Lâm Phong mang theo vài phần uy hiếp. Tất cả mọi người nhướng mày. Dù không có vấn ngạo tuyết, Hắc Ma không giết được hắn, hơn nữa là có thể mất luôn tính mạng. Nhưng mà Viên Sơn cũng không hoài nghi lời Lâm Phong. Cô gái như tiên tử kia có bao nhiêu kinh khủng, gã là tận mắt chứng kiến. Hắc Ma khẽ híp mắt, lạnh lùng nói: người cũng là để mắt chính mình. Ta chưa bao giờ quá để mắt chính mình, nhưng cũng không mù quáng cuồng vọng, tự cho là thiên hạ không người, giống như người luôn mở miệng nói muốn lấy tính mạng ta, giống như mạng ta nằm trong tay ngươi. Ngươi luôn úi tròn mắt, không có người như ngươi, cao ngạo tự đại. Bản thân ta muốn hỏi ngươi một câu, Hắc Ma, ngươi hôm nay có thực lực cảnh giới gì? Lâm Phong hỏi. Cao ngạo tự đại, trong mắt không người, Hắc Ma cười lạnh nói: cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6, không có địch thủ, chít bóp chết người dễ dàng. Quả nhiên là cuồng vọng khôn cùng, chỉ có những cái kẻ thật buồn cười mới có thể nói ra cái lời buồn cười như vậy. Lâm Phong chào phúng một tiếng, giễu cợt Hắc Ma: người nói thẳng là linh vũ cảnh tầng 6 không được sao? Cần gì là nói đường hoàng như vậy, nói linh vũ cảnh là không có địch thủ. Thế giới võ giả sao mà mênh mông, thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến đếm không hết. Người giáo nói bừa là vô địch cùng cảnh giới, ta chỉ muốn tặng người bốn chữ: tầm nhìn hạn hẹp. Miệng lưỡi thật là sắc bén lợi hại. Mọi người thắc mà bị Lâm Phong mắng cho không có cách phản bác, lòng thầm nghĩ: thực lực Hắc Ma tuy là linh vũ cảnh tầng 6, nhưng trong Thiên Nhất Học Viện đúng là không có người lộng ở cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6 dám nói có thể thắng y. Dù là vài người có linh vũ cảnh tầng 7 cũng không đứng vào trong nhóm người 10 mạnh nhất. Nhưng mà Hắc Ma lại có thể, thực lực Hắc Ma có thể thấy được vài phần. Nhưng nếu nói vô địch trong cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6 thực là nói ngoa. Có câu tướng do tâm sinh, lời cũng gọi là tự tâm sinh ra. Người nói năng sắc bén như thế làm cho người ta tất nhiên cực kỳ sắc bén. Lâm Phong ngừng một chút rồi tiếp tục nói: dĩ nhiên người cho rằng có thể tiến vào trong nhóm 10 người mạnh nhất liền có đủ tư cách tự đại, vậy rất không đúng. Ta đã nói với hạng người có tầm nhìn hạn hẹp, tất không có ngày thành công. Mới vừa rồi người nói ta trốn cạnh vấn ngạo tuyết mà thoát một kiếp, như vậy ta bây giờ liền nói cho người biết, ngày này 3 tháng sau Lâm Phong ta trên Thiên Nhất Học Viện khiêu chiến người trận chiến sinh tử. Lâm Phong nói xong tất cả mọi người ngẩn người. Lâm Phong ở khiêu chiến Hắc Ma đứng thứ 10 học viện, hơn nữa còn là trận chiến sinh tử. Phải biết rằng Lâm Phong mới tiến vào Thiên Nhất mà thôi, quả thực là cuồng vọng vô cùng. Chẳng lẽ hắn không biết Hắc Ma mạnh cỡ nào, thật là càn rỡ. Thằng này tự tin đường chết, nhưng cũng không thể không bội phục sự quyết đoán của hắn. Tất cả mọi người đều là điên cuồng suy nghĩ, không có ai coi trọng Lâm Phong, cho Lâm Phong không biết lượng sức tự chuốc khổ. Không nói những người khác, ngay cả những người cạnh Lâm Phong cũng ngây ngẩn. Bọn họ thừa nhận Lâm Phong thiên phú rất mạnh, nhưng muốn khiêu chiến Hắc Ma sau 3 tháng điều này quá khó nói. Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Dĩ nhiên bất luận mọi người nhìn thế nào, đối Hắc Ma mà nói, Lâm Phong làm cho trước mặt mọi người mà hạ chiến thư với y, điều này là sỉ nhục với y. Một cái tên mới vào Thiên Nhất Học Viện, không chỉ giết đệ đệ của y trong tháp tu luyện, quăng y một cái bà tai, lại là muốn khiêu chiến trong 3 tháng sau tiến hành quyết chiến sinh tử. Điều này là mặt mũi Hắc Ma để ở đâu, uy nghiêm ở đâu? Hắc Ma hoàn toàn có lý do tin tưởng
Những chuyện phát sinh ở chỗ này đều là truyền khắp Thiên Nhất Học Viện. Chín người xếp trên y cười y thế nào. Lúc này sắc mặt Hắc Ma âm lãnh làm người ta kinh hãi, cả người phát ra khí tức âm lãnh. Ở trong con người của Hắc Ma, một đoàn hỏa diễm màu đen chậm rãi thiêu đốt cực kỳ khủng bố. Cảm thấy rất mất mặt sao? Lâm Phong tự tiếu tự phi nhìn Hắc Ma lãnh đạm. Người mất mặt, ta không mất mặt sao? Người mang người hùng hùng hổ hổ tới mà tuyên bố lấy mạng ta, thậm chí lười nhìn ta một cái, người có nghĩ hay không mặt ta để vào đâu? Cho nên người không cần nhìn ta như vậy. Nếu người muốn lấy lại mặt mũi, 3 tháng sau lấy thực lực của ngươi để cho mọi người thấy. Hắc Ma người thực có tư cách để kiêu ngạo hay chỉ là một cái tên tự đại cuồng hèn mọn đáng thương? Hai con người nhanh mà tràn đầy hòa sắc âm lãnh lóe không chừng nhìn Nam Phong. Hắc Ma lạnh lùng nói, 3 tháng sau người sẽ hiểu được quyết định hôm nay của người là ngu xuẩn cỡ nào, buồn cười bực nào. Nói xong Hắc Ma phất tay xoay người rời đi. Một câu cuối cùng không nghi ngờ là Hắc Ma muốn nói cho mọi người, Hắc Ma y ứng chiến. Chỉ vào 3 tháng sau hùng hằng chờ đạp Lâm Phong, y mới có thể vãn hồi uy nghiêm. Y muốn để cho Lâm Phong đau tới không muốn sống. Nhìn bóng lưng Hắc Ma rời đi lại nhìn Lâm Phong, mọi người sinh ra vài phần mong đợi. Lâm Phong kinh cuồng như thế tuyên bố là muốn tiến hành một trận chiến sinh tử với Hắc Ma vào 3 tháng sau, hắn bằng vào cái gì? Mà Hắc Ma trong trận chiến 3 tháng sau y này dùng thủ đoạn cường đại thế nào chứng minh sự cường đại của y? Tìm về mặt mũi mà đã mất. 3 tháng đối với võ giả mà nói chỉ trong nháy mắt, một lần bế quan là qua. Chúng ta đi. Lâm Phong nhấc chân theo đám người Vân Ngạo Tuyết đi về phía cửa Thiên Nhất Học Viện. Dọc đường Vân Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong hỏi, thực lực Hắc Ma linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, cho dù là linh vũ cảnh tầng 7 đều có rất nhiều người không cách nào đánh vén một trận, còn linh vũ cảnh tầng 6 trong Thiên Nhất Học Viện y không có đối thủ. Mà hôm nay người mới chỉ là linh vũ cảnh tầng 4, sau 3 tháng muốn thắng Hắc Ma rất khó, phi thường khó. Lâm Phong cười cười, tất nhiên hắn biết khó. Đưa mắt nhìn phía trước, Lâm Phong đạm mạc nói, hiện tại ta khẩn cấp cần thực lực hùng mạnh. Chân mày đen như mực của Vân Ngạo Tuyết trao lại, có chút không hiểu nhìn Lâm Phong. Có đó và kiêu chiến Hắc Ma liên quyền gì khác nhau? Lâm Phong quay đầu nhìn y, thực lực từ trước tới nay là bị ép mà có, chỉ không ngừng ép buộc chính mình, uy hiếp chính mình mới có động lực dũng cảm tiến tới. Nghe được lời Lâm Phong, con người Vân Ngạo Tuyết lấy lên hai cái luồng tinh mang. Tên này thật là đáng sợ, vì thực lực hắn dùng tính mạng mà đổi tới. Chương 138, tù đấu trường. Đúng như dự liệu mọi người, tin tức Lâm Phong khiêu chiến Hắc Ma lan truyền khắp học viện. Không chỉ có người của hệ tướng tinh nhận tin tức, hệ quý tộc cùng ám sát đều là truyền bá. 10 người mạnh nhất trong Thiên Nhất Học Viện vĩnh viễn được mọi người quan tâm. Ngoài ra cũng có người bắt đầu chú ý tới Lâm Phong, điều tra lai lịch hắn. Nhưng mà những người này tìm hiểu lai lịch Lâm Phong đều phát hiện Lâm Phong giống như là từ hư không lòi ra, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nhất Học Viện. Hơn nữa tựa hồ nhận được ưu ái phó viện trưởng, mới vào Thiên Nhất đã tạo không ít sóng gió. Nhưng là mọi người kỳ quái, lúc qua họ tìm hiểu Lâm Phong lại phát hiện ra mọi thứ trở nên khó phân biệt. Hình như Lâm Phong có rất nhiều thân phận, nhưng mà mỗi một cái thân phận đều có không phù hợp. Giống như có người cố ý động tay chân, cắt đứt đầu mối, đồng thời bố trí nhiều loại đầu mối dẫn bọn họ đi nhầm hướng. Nếu thật có loại chuyện thứ hai, có người cố ý làm vậy. Nói như vậy, những người này thật là đáng sợ, có thể xóa dấu hết thân phận người khác. Nhưng đối với chuyện này Lâm Phong không hề biết. Sau phút này, hắn là còn theo mấy người Viên Sơn cùng Vân Ngạo Tuyết rời Thiên Nhất Học Viện tới một nơi cách xa trăm dặm. Tường rào cao vút kín tầm mắt hiện ra trước mặt Lâm Phong, đó là một cái tòa thành nhỏ thần bí, không sai là thành trong thành tọa lạc hoàng thành, người đến kẻ đi nườm nượp. Tường rào cao vun vút không ngừng kéo dài hai bên, căn bản tìm không thấy điểm cuối. Chúng ta vào thôi, Vân Ngạo Tuyết nhìn mọi người nói một câu, sau đó nhấc chân tiến vào thành. Nay lúc Vân Ngạo Tuyết đi tới cửa lớn rộng rãi, y ném một cái khối nguyên thạch cho tên bảo vệ cửa, dĩ nhiên là nguyên thạch trung phẩm. Hơn nữa Lâm Phong phát hiện không chỉ có Vân Ngạo Tuyết, những người khác đi vào cửa lớn đều là tự nguyện giao nộp nguyên thạch. Rất nhanh mấy cái người đi vào cửa lớn, trước tầm mắt mọi người là biển người mênh mông cùng với giải đất không bến bờ, toàn bộ có người đi qua kể lại. Đây là Lâm Phong kinh ngạc, quá náo nhiệt. Trong ngày nhiều người, vô số đình đài lầu các giống như là chợ thời cổ đại. Trong ấn tượng của Lâm Phong, cảnh tượng trước mắt hiện nhìn là rộng lớn hơn nhiều. Nơi này là địa phương phồn hoa náo nhiệt nhất trong hoàng thành. Người muốn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể tới đây, vô luận là cố gắng vươn mình phát triển hay là đắm chìm mình trong chốn ăn chơi.
vẫn ngạo tiết giải thích cho Lâm Phong một tiếng. Bên cạnh Lâm Phong, Liễu Phỉ mở to mắt lầm bầm. Trước kia chỉ nghe nói có nơi này, nhưng chưa bao giờ tới. So với tưởng tượng của ta còn náo nhiệt hơn nhiều. Khó trách những tên kia có thực lực biến thái như vậy. Trước kia là ta không tin, hiện tại ta đã tin rồi. Lâm Phong tràn đầy mơ mịt mà vẫn ngạo tiết thì cười cười không nói. Lâm Phong, ở chỗ này có khu ăn chơi đập phá, người có thể lưu luyến bụi hoa, hưởng thụ từ vị mỹ nữ vờn quanh. Vẫn ngạo tiết tự tiếu tự phi nói. Lâm Phong ngẩn người mà Liễu Phỉ bên cạnh thị trường mắt nhìn hắn một cái. Lâm Phong thấy thế là run rẩy cười, nhưng lòng lại suy nghĩ, thực sự có nơi tốt như Vẫn Ngạo Tuyết nói sao? Nơi này còn có dùng cùng khu vực giao dịch, ở đó người có thể tiến hành bất cứ loại giao dịch gì, chỉ cần ngươi có đủ nguyên thạch có thể trao đổi vũ khí, yêu thú, thậm chí trao đổi người. Nói thí như ngọc nữ có tấm thân trong trắng thanh thuần, có mỹ nhân cẩu hồn nhiếp phách, còn có lô lệ thân là võ tu. Ngoài ra phòng đấu giá thường xuyên có bảo vật phi thường chân quý để đấu giá, tỉ như là công pháp cùng võ kỹ thượng đẳng. Vẫn Ngạo Tuyết giới thiệu mọi thứ cho Lâm Phong. Lòng Lâm Phong thần tính toán, vũ khí, mỹ nhân, yêu tú, lô lệ võ tu, còn có võ kỹ cùng công pháp. Những thứ này thực sự là lực hấp dẫn quá lớn đối với mỗi một người. Có thể nói không có ai là không bị những thứ này hấp dẫn. Khó trách ở đây có nhiều người như vậy. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch chẳng khác nào là vô tận tài nguyên. Khu giao dịch sau này có thời gian nhất định phải thường xuyên xem một chút. Lòng Lâm Phong thầm nghĩ, theo như lời Vẫn Ngạo Tuyết, những thứ này rất nhiều, đối với hắn lại là hấp dẫn vô cùng. Nói thí dụ như là lô lệ võ tu, tất nhiên võ giả chân chính chắc chắn không mò tới thứ nhất kia. Cái nơi ăn chơi chắc táng đó chỉ có mấy cái con vợ kệ của mấy cái đại gia tộc đắm mình quên đời mới là tìm trốn thường xuyên lưu luyến. Võ tu thì chủ yếu tập trung ở hai khu vực khác, một là khu vực giao dịch ta nói, còn có một khu vực lớn cũng là nơi mà người ở hệ tướng tinh chúng ta thường xuyên tới nhất. Vẫn Ngạo Tuyết nói tới đây liền ngừng lại, giống như là muốn thấy Lâm Phong tò mò khó chịu. Khu vực gì? Quả nhiên Lâm Phong tò mò hỏi. Khu vực giao dịch này đã có lực hấp dẫn với hắn, tin rằng những người khác cũng thế. Nhưng Vẫn Ngạo Tuyết lại nói có một cái khu vực mà người hệ tướng tinh thường xuyên tới nhất. Nơi đó trong mắt nhiều người thì là luyện ngục, nhưng đối với người trong hệ tướng tinh chúng ta mà nói, thực sự là nơi lịch lãm, là chiến trường, là nơi bồi dưỡng dũng khí cùng nhiệt huyết. Người nói là tù đấu trường. Liễu Phỉ nhìn Vẫn Ngạo Tuyết nói. Không sai, khu vực thứ ba là tù đấu trường. Cho dù là người của hệ tướng tinh cũng là có rất nhiều người không dám bước vào trong đó. Đó thực sự là lời bồi dưỡng dũng khí. Vẫn Ngạo Tuyết gật đầu lại liếc nhìn Lâm Phong, nói tiếp. Không phải là người muốn trở lên mạnh mẽ hư? Tù đấu trường vừa lúc thích hợp với người. Tù đấu trường? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng hỏi. Nơi đó có gì? Tù đấu trường là một nơi tù đấu. Người đi từ đó tự nhiên hiểu được cái gì trong đó. Vẫn Ngạo Tuyết cười, sau đó nhấc chân đi một phương. Lâm Phong liền theo sau, hắn là cũng tò mò tù đấu trường có thể bồi dưỡng dũng khí cùng nhiệt huyết rốt cuộc thế nào. Tòa thành trong thành quả là rộng lớn, lấy tốc độ của mấy người Lâm Phong vậy mà vẫn đi nửa canh giờ còn chưa tới tù đấu trường. Nhưng mà tại lúc này Lâm Phong lại nghe được cái giọng nói điên cuồng không ngừng vang vọng phía trước mắt hắn, vô số bóng lưng chặn trước người, thậm chí Lâm Phong còn không thấy cái gì, phía trước hoàn toàn bị bóng lưng che kín. Một lát sau mấy người đi tới gần, một cái tiếng gieo hò càng ngày càng lớn, hắn phát hiện ra đó là một cái vòng tròn thật lớn, diện tích phi thường rộng rãi. Bên trong vòng tròn có rất nhiều lỗ hổng, tại đó có vài bậc thang, có thể thông qua cái bậc thang này đi vào trong. Lâm Phong, nơi này chính là tù đấu trường, người xem đã đông nghìn nghịt, có ít nhất phải là vài chục vạn người, mà ngày nào cũng là thế. Vẫn Ngạo Tuyết chỉ về biển người phía trước nói với Lâm Phong. Vài chục vạn người? Lâm Phong hít sâu một hơi, một con số thật là khủng khiếp. Hơn nữa mỗi ngày như vậy là lưu lượng người ở đây ra vào thực sự khổng lồ, thật không thể tin tưởng nổi. Mọi người đi tới một cái lỗ hổng kia, theo bậc thang mà xuống. Lâm Phong mơ hồ thấy được cảnh tượng phía xa, phía dưới cùng bậc thang là một cái sân rộng bát ngát. Nếu mà lấy góc độ của Lâm Phong thì tính mảnh đất kia giống như là lòng trào của hạp cốc, mà nơi bọn họ đang đứng chính là khán đài. Tại chỗ đất bằng trong hạp cốc có một cái lồng sắt vô cùng khổng lồ bao trùm cả hạp cốc, bên trong lồng sắt hình như có bóng người lóe lên không ngừng. Tù đấu? Lâm Phong lờ mờ hiểu được cái hàm nghĩa của ba chữ này. Nơi này có vài phần giống như với đấu trường La Mã cổ đại kiếp trước. Quý tộc ngồi trên bậc thang khán đài quan sát phía dưới, nhìn lô lệ cục dã thú chiến đấu trên sân. Bất quá giờ phút này tù đấu trường hiện ra trước mắt Lâm Phong lại có lực trùng kích thị giác hơn nhiều, cũng là càng thêm rung động tâm linh. Ở dưới tù đấu trường, bên trong lồng sắt khổng lồ kia mỗi ngày là từng trang chiến đấu điên cuồng, chiến đấu giữa người cùng yêu thú, chiến đấu giữa người với người.
khi bị tù trong lồng sắt, chưa có thể chiến đấu, đến lúc đối phương chết mới có thể được coi là kết thúc, người thắng mới có thể ra khỏi lồng sắt. Nghe được lời Vấn Ngạo Tuyết, Lâm Phong cực kỳ rung động. Một cái địa phương thật đáng sợ, khó trách Vấn Ngạo Tuyết nói nơi lại là luyện ngục trong mắt mọi người. Bị nhốt trong lồng sắt mà chiến đấu chỉ có một bên chết mới được là kết thúc chiến đấu, tức có nghĩa là mỗi một cái đấu trường đều phải có một cái kẻ chết là người hoặc yêu thú. Ở trong hệ thống Tinh Thiên Nhất Học Viện chúng ta, mỗi làm đều có người chết ở chỗ này, dĩ nhiên cũng có người đạp lên vô số thi thể mà không ngừng quật khởi. Vấn Ngạo Tuyết nhìn lồng sắt rộng lớn, khôn cùng lẩm bẩm nói: người chân chính có dũng khí mới dám bước vào bên trong, mới được coi là chiến sĩ chân chính. Nơi này tàn khốc giống chiến trường vậy.